tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, tiếp tục chiến dịch không kích quy mô lớn vào Liban, ngày 14 tháng 10, máy bay chiến đấu của Israel đã lần đầu tiên bắn phá mục tiêu ở khu vực phía bắc Liban, đánh dấu bước leo thang đáng chú ý mới nhất trong cuộc đối đầu quân sự ác liệt kéo dài hơn một năm qua giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah. Theo Tổ chức Chữ thập đỏ Liban, địa điểm bị tập kích là khu vực Aitou, có đa số người Công giáo sinh sống ở phía bắc Liban. Cuộc không kích khiến ít nhất 18 người chết và hàng chục người khác bị thương, đa số là dân thường. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh bùng phát giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ngày 8 tháng 10 năm 2023, khu vực Aitou bị oanh tạc. Dấu hiệu cho thấy không quân Israel có thể đang mở rộng mục tiêu tấn công ra toàn lãnh thổ Liban. Trước đó, các cuộc đánh phá trong chiến dịch không kích mũi tên phương Bắc kéo dài gần 2 tuần qua của Israel và Liban, chủ yếu nhằm vào khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Cho đến chiều ngày 14 tháng 10, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công, trong khi một số nguồn tin nước này nói rằng mục tiêu bị tập kích là một quan chức cấp cao của Hezbollah. Động thái mở rộng không kích của Israel và Liban được tiến hành chưa đầy một ngày sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Hezbollah và một căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel ở gần thành phố cảng Haifa vào tối ngày 13 tháng 10, khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng và gần 60 quân nhân bị thương. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah gây tổn thất nặng nề nhất cho lực lượng phòng vệ Israel sau hơn một năm giao chiến. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sáng ngày 14 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã thề sẽ dốc toàn lực để tấn công trả đũa nhóm vũ trang Liban. Tiếp tục các nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ người dân Liban bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tấn công toàn lực của Israel, ngày 13 tháng 10, giới chức Ả Rập Xê Út đã lập cầu hàng không chuyển đồ cứu trợ trực tiếp tới quốc gia Trung Đông này. Theo hãng thông tấn Saudi Arabia, cầu hàng không được lập theo sáng kiến của quốc vương Salman và thái tử Mohammed bin Salman nhằm vận chuyển thuốc men, thiết bị y tế và lương thực cứu trợ người dân Liban bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Ngay trong sáng ngày 13 tháng 10, chuyến bay đầu tiên chở 40 tấn hàng cứu trợ đã xuất phát từ sân bay quốc tế mang tên quốc vương Khalid ở Riyadh đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Beirut của Liban. Ngoài hàng cứu trợ, Ả Rập Xê Út còn cử một đội cứu hộ tới Liban để tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn. Cùng với Ả Rập Xê Út, nhiều quốc gia khác trong khu vực và quốc tế như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Ai Cập, Jordani, Pháp và Rumani cũng đang tích cực chuyển hàng cứu trợ tới để giúp đỡ hàng triệu người dân Liban bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Theo một số báo cáo, chiến dịch không kích mang mật danh mũi tên phương Bắc bắt đầu sáng sớm ngày 23 tháng 9 của Israel và Liban đã khiến hơn 1.150 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và buộc khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Cơ quan cứu trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc đánh giá Liban đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khủng khiếp, trong khi nhiều chuyên gia lo ngại quốc gia Trung Đông này có nguy cơ sớm trở thành một dải Gaza thứ hai. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah và Binyamina cho thấy chiến lược của Iran nhằm tăng cường năng lực của các lực lượng ủy nhiệm, đồng thời phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng không của Israel. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah vào Binyamina ngày 13 tháng 10 khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương, cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng do UAV gây ra trong chiến tranh hiện đại. Loại UAV được sử dụng trong cuộc tấn công này được cho là Mirsat-1, một máy bay không người lái mà Hezbollah đã triển khai trong hơn 2 thập kỷ, có nguồn gốc từ các thiết kế của Iran. Theo các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Alma, Mirsat-1 dựa trên mẫu Mujahideen-2 của Iran với một số sửa đổi nhỏ để phù hợp với hoạt động của Hezbollah. Mirsat-1 có thể mang theo tới 40 kg thuốc nổ, có thể đạt tốc độ tối đa là 370 km/h và có phạm vi hoạt động là 120 km. Hezbollah đã sử dụng Mirsat-1 để trinh sát, tấn công từ năm 2002 và thường sử dụng UAV này để xâm nhập vào không phận Israel. Trong cuộc tấn công vào Binyamina, Hezbollah đã phóng nhiều máy bay không người lái kết hợp với loạt tên lửa, một chiến thuật nhằm áp đảo các hệ thống phòng không của Israel. Một chiếc UAV đã lọt qua radar giám sát và rơi xuống khu vực Binyamina, cho thấy lỗ hổng đáng kể trong hệ thống phòng không của Israel. Theo báo cáo của Defense Industry Daily, đây không phải là lần đầu tiên UAV Mirsat-1 lọt qua hệ thống phòng không của Israel. Một sự cố tương tự đã xảy ra vào đầu năm nay khi máy bay không người lái của Hezbollah bay qua lãnh thổ Israel trong vài phút, sau đó trở về Liban mà không hề hấn gì.
Quỹ Bảo vệ Dân chủ có trụ sở tại Mỹ cho hay, Hezbollah ngày càng gia tăng số lượng UAV trong kho vũ khí để bổ sung cho năng lực tên lửa và rocket hiện có. Việc Hezbollah mở rộng kho UAV cũng là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Iran nhằm tăng cường năng lực cho các lực lượng ủy nhiệm. Các loại UAV như Mirsat-1 cho phép Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào sâu bên trong lãnh thổ Israel, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho nhân sự của nhóm. Chiến thuật này đã được cải tiến qua nhiều năm thử nghiệm. Ngoài Mirsat-1, Hezbollah còn có nhiều loại UAV khác nhau, phần lớn trong số đó do Iran sản xuất hoặc được cải tiến từ các mẫu thương mại. Những chiếc UAV này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm giám sát, thu thập thông tin tình báo và các nhiệm vụ tự sát. Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Anma cho thấy Hezbollah có hơn 2.000 UAV trong kho vũ khí. Một số ước tính rằng nhóm này đang sở hữu cả các mẫu tiên tiến như Mohazer-4 và Shahed. Cuộc tấn công hôm 13 tháng 10 là một phần của chiến lược UAV đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah. Kể từ những năm 1990, Hezbollah đã phóng nhiều máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel, với nhiều vụ việc xảy ra trong thời kỳ xung đột leo thang. UAV của Hezbollah thường được sử dụng để giám sát. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chúng cũng được chất đầy thuốc nổ để thực hiện các nhiệm vụ tự sát. Dư luận Israel rúng động bởi vụ việc đêm 13 tháng 10. Hezbollah đã sử dụng máy bay không người lái tự sát tấn công một căn cứ làm ít nhất 67 binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel IDF thương vong mà hệ thống báo động phòng không không kích hoạt. Đêm ngày 13 tháng 10, tổ chức Hezbollah ở Liban đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của quân đội Israel ở Bini Amina ở miền trung Israel, sát hại 4 binh sĩ Israel và làm bị thương 63 người khác. Hezbollah đe dọa sẽ tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công vào Israel nếu quân đội Israel tiếp tục tấn công Liban. Sau vụ tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình. Lực lượng Hezbollah cho biết họ đã phóng một loạt máy bay không người lái về phía Israel. Tuy nhiên, phía Israel nói Hezbollah đã phóng hai máy bay không người lái. Hành tung của hai máy bay không người lái này đã bị radar quân sự Israel phát hiện. Theo cuộc điều tra sơ bộ của quân đội Israel, hai chiếc máy bay không người lái tự sát kiểu Mossad của Hezbollah, tức loại Ababinti do Iran chế tạo, đã bay vào không phận Israel từ hướng biển, một chiếc đã bị bắn hạ gần bờ biển thành phố Haifa. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari thừa nhận rằng khi chiếc máy bay không người lái thứ hai tấn công căn cứ quân sự, còi báo động không kích đã không vang lên. Ông nói rằng IDF sẽ điều tra làm thế nào chiếc máy bay không người lái đột nhập và tấn công căn cứ mà hệ thống phòng không không kích hoạt báo động. Chúng ta cần phải được bảo vệ tốt hơn. Chúng tôi sẽ điều tra sự kiện này để rút ra bài học từ đó và cải thiện. Ông Hagari nói và cho biết thêm rằng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Israel đã phải đối mặt với các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Ông Hagari nhấn mạnh, IDF có toàn quyền hành động kiểm soát hoạt động đối với vụ việc này và kêu gọi công chúng không tung tin đồn khi sự thật vẫn chưa được xác minh rõ. Tờ Time of Israel chỉ ra rằng máy bay quân sự và trực thăng vũ trang của lực lượng không quân Israel đã cất cánh truy đuổi chiếc máy bay không người lái thứ hai, nhưng chiếc máy bay không người lái cuối cùng đã biến mất khỏi radar. Báo cáo phân tích rằng chiếc máy bay không người lái này có thể đã bay rất thấp trước khi mất dấu vết. Khi máy bay không người lái biến mất khỏi radar, hệ thống phòng không Israel thường xác định mục tiêu đã bị rơi hoặc bị đánh chặn nên không đưa ra cảnh báo không kích. Nguyên nhân có thể là do chiếc UAV bay ở độ cao thấp quá gần mặt đất và hệ thống báo động phòng không không được kích hoạt. Cuối cùng, chiếc máy bay không người lái đã lao trúng căng tin, căn cứ huấn luyện của lữ đoàn bộ binh Golani số 1, khiến nhiều binh sĩ Israel thương vong. Ngoài 4 người thiệt mạng, hầu hết số người còn lại đều bị thương do mảnh đạn và 7 người trong số đó đang trong tình trạng nghiêm trọng. Theo tin của đài truyền hình Beacon của Hezbollah, vụ tấn công này nhằm trả đũa các vụ tấn công của Israel, đặc biệt là vào thủ đô Beirut của Liban. Trước đó cùng ngày 13 tháng 10, quân đội Israel đã đưa ra một tuyên bố cho biết, tính đến 15 giờ chiều theo giờ địa phương, khoảng 115 vật thể được phóng lên của Hezbollah đã bay vào Israel từ Liban. Lầu Năm Góc đã công bố cuộc điện đàm giữa hai ông Austin và Gallant. Ông chủ Lầu Năm Góc bày tỏ lời chia buồn về việc các binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Ông Austin nhắc lại tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh cho lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban và lực lượng vũ trang của chính phủ Liban, cần chuyển từ hoạt động quân sự của Liban sang ngoại giao càng sớm càng tốt, đồng thời giải quyết các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng ở dải Gaza. Ông cũng tái khẳng định cam kết vững chắc lâu dài và kiên định của Mỹ đối với an ninh của Israel. Tờ Time of Israel chỉ ra rằng máy bay không người lái tự sát Mossad mà Hezbollah sử dụng để tấn công đêm ngày 13 tháng 10 là mẫu máy bay không người lái tự sát của chính Hezbollah.
Tổ chức tư vấn Alma Research và Education Center của Israel cho biết, loại máy bay không người lái này có tầm tấn công 120 km, tốc độ tối đa 370 km/h, có thể mang 40 kg chất nổ và có thể bay ở tốc độ tối đa 3.000 m. CNN bình luận, hệ thống phòng không của Israel thường khá đáng tin cậy. Tuy nhiên, còi báo động không vang lên khi máy bay không người lái thứ hai tấn công, khiến người ta thắc mắc làm thế nào mà máy bay không người lái của Hezbollah xâm nhập vào lãnh thổ Israel mà lại không bị phát hiện. Thưa quý vị, sau khi tấn công bằng thiết bị máy bay không người lái vào căn cứ quân sự ở miền trung Israel, phong trào Hezbollah ở Liban tiếp tục cảnh báo sẽ tấn công Israel nhiều hơn nếu nước này tiếp tục chiến dịch ở Liban. Theo tờ The Times of Israel, ngày 14 tháng 10, Hezbollah tuyên bố, những gì họ chứng kiến hôm nay ở phía nam Haifa không là gì so với những gì đang chờ đợi họ nếu họ quyết định tiếp tục gây hấn với người dân của chúng tôi. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hezbollah tấn công doanh trại của lữ đoàn Golani ở thị trấn Bini Amina, miền bắc Israel vào tối ngày 13 tháng 10, khiến 4 binh sĩ Israel tử vong và 7 người khác bị thương nặng. Theo người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari, máy bay không người lái đã vượt qua hệ thống phòng không của Israel và tấn công căn cứ vào khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 10. Lực lượng phòng vệ Israel đang điều tra xem bằng cách nào chiếc UAV có thể vượt qua hệ thống phòng không mà không bị phát hiện. Đây được cho là cuộc không kích hiếm hoi vào lãnh thổ Israel, gây ra số thương vong lớn vì các hệ thống phòng không của Israel thường đưa ra cảnh báo trước các cuộc tấn công như vậy. Theo Hezbollah, cuộc tấn công bằng UAV của nhóm này vào Bini Amina đã không làm kích hoạt hệ thống cảnh báo phòng không của Israel, giúp gây ra sự tàn phá tối đa. Nhóm vũ trang Hezbollah giải thích, như một phần của chiến dịch định tính và phức tạp, họ đã phóng hàng chục tên lửa về phía nhiều mục tiêu khác nhau ở Israel với mục đích làm cho các hệ thống phòng không của Israel phải bận rộn. Cùng lúc đó, nhóm này tiếp tục phóng đi các phi đội UAV khác nhau vào hàng loạt khu vực ở Acre và Haifa. Hezbollah cho biết, các máy bay không người lái định tính đã có thể qua mặt radar phòng không của Israel mà không bị phát hiện và bay đến được mục tiêu trong một trại huấn luyện của lữ đoàn Golani tinh nhuệ ở khu vực Bini Amina. Các UAV phát nổ trong các phòng, nơi có hàng chục sĩ quan và binh lính Israel đang có mặt để chuẩn bị tham gia cuộc tấn công vào Liban, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Hezbollah tuyên bố, những gì Israel chứng kiến hôm nay ở phía nam Haifa chỉ là một phần nhỏ trong số những gì đang chờ đợi họ nếu quyết định tiếp tục hành động chống lại những người dân cao quý và thân yêu của chúng tôi. Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin, điều tra ban đầu cho thấy ít nhất hai thiết bị bay không người lái di chuyển từ Liban và tiếp cận Israel từ biển Địa Trung Hải. Một thiết bị bay không người lái đã bị ngăn chặn, nhưng quân đội Israel không tìm ra được chiếc còn lại. Khoảng một giờ sau cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel, quân đội Israel tuyên bố rằng một thiết bị bay không người lái khác từ Liban đã bị đánh chặn ở vịnh Haifa ở miền bắc Israel. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Israel sẽ không để Hezbollah tái kiểm soát khu vực biên giới phía nam Liban sau khi chiến dịch của quân đội Israel kết thúc. Theo thông báo từ văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã đi thị sát khu vực biên giới Israel-Liban, thăm một số trạm quan sát nhìn ra khu vực miền nam Liban và đánh giá tình hình trên thực địa cùng với các chỉ huy quân đội Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, Israel coi toàn bộ tuyến làng đầu tiên miền nam Liban có cơ sở hạ tầng của Hezbollah là mục tiêu quân sự. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Hezbollah đã xây dựng nhiều đường hầm dưới lòng đất và kho chứa vũ khí ở những ngôi làng này. Trước đó ngày 11 tháng 10, Hezbollah đã kêu gọi người dân Israel tránh xa các địa điểm của quân đội Israel tại các khu dân cư ở phía Bắc. Nhóm này chỉ rõ, người dân Israel không nên đến gần các cuộc tụ họp quân sự này để bảo toàn mạng sống. Vào cuối tháng 9, Israel bắt đầu chiến dịch quân sự trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở nước láng giềng Liban, sau khi hai bên pháo kích qua lại suốt một năm ở vùng biên giới. Lực lượng phòng vệ Israel công khai thừa nhận rằng khoảng 20 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng ở Liban, nhưng Hezbollah khẳng định rằng quy mô thực sự về số lượng người thiệt mạng của Israel lớn hơn nhiều. Sau khi Hezbollah thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào gần khu vực Bini Amina nằm phía nam Haifa của Israel trong tối ngày 13 tháng 10, tin đồn Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF thiệt mạng đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Thông tin về Trung tướng Herzi Halevi lan truyền sau vụ tấn công của Hezbollah khiến hơn 60 người bị thương. Báo cáo về vụ ám sát tướng Halevi trở thành chủ đề xu hướng trên mạng xã hội X ngay sau vụ tấn công. Tiến sĩ Anastasia Maria Lopez, một chuyên gia về thẩm định thông tin trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi, đăng tin rằng sự ra đi của ông Halevi đã được xác nhận. Ông Lopez viết trong đoạn đăng kèm bức ảnh bán chân dung vị tướng này, các báo cáo ban đầu xác nhận vụ ám sát Tổng tham mưu trưởng Herzi Halevi.
bắt xu hướng, bình luận viên người Mỹ Jackson Hinker đăng trên mạng xã hội X rằng ông Halevy đã bị ám sát trong vụ tấn công sử dụng máy bay không người lái có cáp quang hiện đại. Tài khoản của Hinker có hơn 2 triệu người theo dõi. Ông là người thường xuyên chỉ trích Israel bằng những lời lẽ gay gắt. Nhà báo và nhà nghiên cứu Ahmed, người có hơn nửa triệu người theo dõi, cũng chia sẻ thông tin tương tự. Tuy nhiên, báo chí Israel gọi đây là tin đồn. Báo The Jerusalem Post đưa tin đồn về sự thiệt mạng của Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi đang lan truyền trên mạng xã hội sau vụ tấn công của Hezbollah vào khu vực Binyamina tối ngày 13 tháng 10. Trong tuyên bố đưa ra sau nửa đêm ngày 13 tháng 10, phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari xác nhận 4 lính Israel thiệt mạng trong vụ tấn công, nhưng không nói gì về tướng Herzi Halevi. Trong cuộc tấn công vào Binyamina, Hezbollah đã phóng nhiều máy bay không người lái kết hợp với loạt tên lửa, một chiến thuật nhằm áp đảo các hệ thống phòng không của Israel. Loại UAV được sử dụng trong cuộc tấn công của Hezbollah được cho là Mirsad-1, một máy bay không người lái mà Hezbollah đã triển khai trong hơn 2 thập kỷ, có nguồn gốc từ các thiết kế của Iran. Theo báo cáo của Defense Industry Daily, đây không phải là lần đầu tiên UAV Mirsad-1 lọt qua hệ thống phòng không của Israel. Một sự cố tương tự đã xảy ra vào đầu năm khi máy bay không người lái của Hezbollah bay qua lãnh thổ Israel trong vài phút, sau đó trở về Liban mà không hề hấn gì. Quỹ bảo vệ dân chủ có trụ sở tại Mỹ cho hay, Hezbollah ngày càng tăng số lượng UAV trong kho vũ khí để bổ sung cho năng lực tên lửa và rocket hiện có. Việc Hezbollah mở rộng kho UAV cũng là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Iran nhằm tăng cường năng lực cho các lực lượng ủy nhiệm. Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Alma cho thấy, Hezbollah có hơn 2.000 UAV trong kho vũ khí. Một số ước tính cho rằng nhóm này sở hữu cả các mẫu tiên tiến như Mohajer 4 và Shahed. Cuộc tấn công hôm 13 tháng 10 là một phần của cuộc giao tranh UAV đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah. Kể từ những năm 1990, Hezbollah đã phóng nhiều máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel, với nhiều vụ việc xảy ra trong thời kỳ xung đột gia tăng. UAV của Hezbollah thường được sử dụng để giám sát, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng được chất đầy thuốc nổ để thực hiện các nhiệm vụ cảm tử. Quân đội Israel cho biết đang điều tra vụ việc lực lượng Hezbollah tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel tối ngày 13 tháng 10, khiến một số binh sĩ nước này thiệt mạng. Sáng ngày 14 tháng 10, quân đội Israel xác nhận rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do lực lượng Hezbollah ở Liban tiến hành nhằm vào căn cứ quân sự gần Binyamina, miền Bắc Israel vào tối ngày 13 tháng 10, khiến cho 4 binh sĩ nước này thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Quân đội Israel cho biết vụ việc đang được điều tra và không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 13 tháng 10 đã tuyên bố Israel sẽ không để cho Hezbollah tái quyền kiểm soát các khu vực biên giới phía nam Liban sau khi chiến dịch của quân đội Israel kết thúc. Theo thông báo từ văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant đã đi thị sát khu vực biên giới Israel-Liban, thăm một trạm quan sát, nhìn ra khu vực miền nam Liban và đánh giá tình hình trên thực địa cùng với các chỉ huy quân đội Israel. Ông Gallant tuyên bố rằng Israel coi toàn bộ tuyến làng đầu tiên miền nam Liban có cơ sở hạ tầng của Hezbollah là mục tiêu quân sự. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, Hezbollah đã xây dựng nhiều đường hầm dưới lòng đất và kho chứa vũ khí ở những ngôi làng này. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban đã tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công trả đũa Israel nếu quân đội nước này tiếp tục oanh kích tại các mục tiêu trên lãnh thổ Liban. Truyền thông khu vực Trung Đông cũng đã dẫn tin từ các bệnh viện Israel cho biết hơn 60 người đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thị trấn Binyamina ở miền Bắc Israel vào tối 13 tháng 10 theo giờ địa phương. Tổng giám đốc hãng dịch vụ cứu hộ Megan David Adam, ông Eli Bin, đã nói với các phóng viên rằng 3 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, 5 người bị thương nặng và những người còn lại bị thương nhẹ đến trung bình. Nhiều máy bay trực thăng và xe cấp cứu đã được điều động đến thị trấn Binyamina để đưa những người bị thương đến các cơ sở y tế để chữa trị. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết rằng không có còi báo động không kích nào được kích hoạt trước vụ không kích trên và tuyên bố rằng vụ việc đang được điều tra. Đây được cho là cuộc không kích hiếm hoi vào lãnh thổ Israel gây ra số người bị thương lớn như kể trên vì hệ thống phòng không của Israel thường đưa ra các cảnh báo trước các cuộc tấn công như vậy. Trong khi đó, đài phát thanh quân đội Israel đưa tin, điều tra ban đầu cho thấy ít nhất 2 máy bay không người lái
di chuyển từ Liban và tiếp cận Israel từ biển Địa Trung Hải. Một máy bay không người lái đã bị ngăn chặn, nhưng quân đội Israel không tìm ra được chiếc còn lại. Khoảng một giờ sau vụ tấn công này, quân đội Israel tuyên bố rằng một máy bay không người lái khác từ Liban đã bị đánh chặn ở vịnh Haifa, miền Bắc Israel. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban đã xác nhận tiến hành cuộc tấn công trên, đồng thời thông báo rằng nhóm vũ trang này đã điều động một phi đội máy bay không người lái tấn công nhắm vào căn cứ huấn luyện của lữ đoàn Golani ở thị trấn Binyamina. Ngày 13 tháng 10, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ gửi khoảng 100 binh sĩ và một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến tới Israel nhằm giúp tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của Israel. Theo Thiếu tướng Patrick Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tới Trung Đông. Năm 2019, hệ thống này đã được triển khai tới Israel để tập trận. Thông tin trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram cho biết, Israel đã sẵn sàng tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vào hệ thống vũ khí của mình. Cuộc tập trận chung Juniper Cobra giữa Mỹ và Israel trong những năm gần đây được thiết kế để tăng khả năng tương tác giữa hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow của Israel và hệ thống THAAD của Mỹ. Điều này cho phép hai hệ thống chia sẻ tải trọng trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay tới. Các chuyên gia lập luận rằng, trong trường hợp có một loạt tên lửa quy mô lớn nhằm vào Israel, hệ thống Arrow sẽ phối hợp với hệ thống THAAD theo thời gian thực để xác định hệ thống nào sẽ đánh chặn tên lửa nào. Hệ thống THAAD là một trong những công nghệ phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất trên thế giới. Nó được thiết kế đặc biệt để đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo trong giai đoạn cuối, ngay trước khi tên lửa đến sát mục tiêu. Vì vậy, THAAD là khí tài mạnh mẽ để bảo vệ các vị trí quan trọng như căn cứ quân sự, khu vực dân sự khỏi nhiều mối đe dọa tên lửa, bao gồm cả tên lửa tầm trung và tầm ngắn. THAAD sử dụng công nghệ radar tinh vi, bao gồm hệ thống radar ANTPY-2 cho phép phát hiện tên lửa ở khoảng cách xa. Khả năng đánh chặn của nó mở rộng đến độ cao hơn 150 km. THAAD không dựa vào đầu đạn nổ để vô hiệu hóa các mối đe dọa, mà sử dụng động năng để phá hủy tên lửa đang bay tới. Bằng cách va chạm trực tiếp với tên lửa của đối phương, hệ thống có thể phá hủy tên lửa ngay giữa không trung mà không cần đến đạn nổ, khiến THAAD đặc biệt hiệu quả đối với các tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa có đường bay phức tạp. Việc tích hợp THAAD và các hệ thống phòng thủ hiện có của Israel có thể là một bước ngoặt mang lại mức độ bảo vệ cao và tính linh hoạt về mặt chiến lược của Israel. Phát biểu trong chuyến thăm Iraq, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cho biết Iran đã sẵn sàng cho cuộc xung đột nhưng không tìm kiếm điều này. Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, khu vực Trung Đông vẫn đang trong tình trạng báo động cao khi Israel đe dọa trả đũa việc Iran phóng loạt tên lửa tầm xa vào Israel ngày 1 tháng 10 vừa qua. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định giao tranh xung đột và các hoạt động của Israel chống lại người dân Gaza và Liban phải dừng lại. Ngoại trưởng Iran nói, Iran đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Chúng tôi đã sẵn sàng cho xung đột, nhưng chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho hòa bình. Đây là lập trường dứt khoát của Iran. Chúng tôi muốn hòa bình và sẽ tìm kiếm một nền hòa bình công bằng ở Liban và Gaza. Iran không đặt ra làn danh đỏ trong việc tự vệ trước một cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng từ Israel. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Araghchi cũng đã gián tiếp đe dọa lực lượng Mỹ có khả năng vận hành một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân ở Israel. Ngoại trưởng Araghchi viết, Mỹ đã cung cấp một lượng vũ khí kỷ lục cho Israel. Giờ đây, họ cũng đang đặt tính mạng của quân đội của mình vào vòng nguy hiểm bằng cách triển khai họ đến vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ ở Israel. Mặc dù chúng tôi nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc giao tranh toàn diện khu vực, nhưng tôi nêu rõ, chúng tôi không có làn danh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình. Trước đó, vị quan chức hàng đầu Bộ Ngoại giao Iran này đã bác bỏ mọi khả năng cho rằng Tehran sẽ âm thầm hứng chịu đòn tấn công của Israel mà không có phản ứng nào khác so với hồi tháng 4. Vào thời điểm đó, Iran đã không phản ứng sau một cuộc tấn công trả đũa được cho là của Israel. Vài ngày sau khi Tehran triển khai cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào Israel. Trong khi đó, truyền thông đưa tin Israel vẫn phải đang phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng để tìm ra phương pháp đáp trả Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng phản đối một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân hoặc ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Cả hai phương án đều được cho là Israel cân nhắc. Trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc đáp trả, truyền thông Israel cho hay, cuối tuần trước, Nhà Trắng cũng đã xem xét gửi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối cho Israel. Tuy nhiên, để vận hành chúng thì binh sĩ Mỹ phải có mặt tại Israel để điều khiển. Trong một bản tin từ đài NBC của Mỹ vào ngày 12 tháng 10,
Các quan chức Mỹ tin rằng Israel đã thu hẹp mục tiêu trong cuộc trả đũa tiềm tàng của mình đối với Iran và sẽ nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nước này. Đài này cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc trực tiếp các vụ ám sát ở Iran. Dẫn lời các quan chức Mỹ, bản tin từ đài NBC của Mỹ nói thêm rằng Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức và thời điểm hành động. Iran đã bắn hơn 180 quả tên lửa đạn đạo vào Israel ngày 1 tháng 10 trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban gia tăng. Nhiều tên lửa đã bị chặn khi đang bay, nhưng một số đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Các mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn đã khiến cho một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo Israel sẽ tấn công Iran theo cách mạnh mẽ, chính xác và gây bất ngờ. Thế giới vẫn đang nín thở chờ các động thái tiếp theo của hai bên, chưa lo ngại về viễn cảnh một cuộc giao tranh toàn diện giữa Israel và Iran có thể bùng nổ. Vừa xuất hiện biên bản một loạt các cuộc họp của các lãnh đạo Hamas, hé lộ những chi tiết chưa từng được biết đến về kế hoạch tấn công Israel của nhóm này. Theo tờ The Times of Israel ngày 13 tháng 10, cuộc tấn công tàn khốc do Hamas thực hiện ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, ban đầu đã được lên kế hoạch thực hiện trong năm trước đó, nhưng đã bị trì hoãn do Hamas muốn được Iran và Hezbollah hỗ trợ. Một thông tin ban đầu do tờ New York Times công bố đã nêu chi tiết biên bản của 10 cuộc họp từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023. Theo tờ báo này, những tài liệu này đã được phát hiện vào tháng 1 trên một máy tính tại trung tâm chỉ huy của Hamas ở Khan Yunis. Tờ The New York Times đã xác minh tính xác thực của các tài liệu này và cũng đã có được một báo cáo nội bộ từ lực lượng phòng vệ Israel xác nhận điều tương tự. Nội dung của các cuộc họp và tin nhắn chủ yếu tập trung vào sự tham gia của Iran trong việc lập kế hoạch và tài trợ cho cuộc tấn công. Theo đó, kế hoạch tấn công xuyên biên giới vào cơ sở hạ tầng quân sự và các cộng đồng dân sự của Israel lần đầu tiên được đề cập trong một cuộc họp vào tháng 1 năm 2022 khi các quan chức Hamas tham dự thảo luận về việc tránh làm leo thang xung đột với Israel và thay vào đó tập trung vào dự án lớn. Tuy nhiên, theo tờ The Washington Post, quá trình đó có thể đã bắt đầu sớm hơn dựa trên những bức thư do ông Sinwar gửi cho các quan chức Iran. Trong đó, ông đề nghị hỗ trợ tài chính và quân sự cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Yêu cầu của ông Sinwar dường như đã được chấp thuận, vì tờ The Wall Street Journal cho biết họ có được một bức thư trong đó một quan chức Iran xác nhận việc cấp 10 triệu đô la Mỹ cho cánh vũ trang của Hamas. Sau cuộc họp tháng 1 năm 2022, dự án lớn đã được thảo luận chi tiết trong các cuộc họp tiếp theo của lãnh đạo Hamas ở Gaza vào tháng 4 và tháng 6 cùng năm. Trong khoảng thời gian đó, kế hoạch tấn công bắt đầu hình thành. Tháng 11 năm ngoái, The Washington Post đưa tin rằng một tài liệu dài 36 trang đã được phát hiện ở miền bắc Gaza, trong đó nhiều kịch bản tấn công Israel đã được vạch ra và xem xét. Tờ báo này cho biết các mục tiêu tấn công được Hamas thảo luận bao gồm các trung tâm thương mại và trung tâm chỉ huy quân sự, cũng như tháp Esrieli ở Tel Aviv. Trong kịch bản này, một nhóm khủng bố dự tính thực hiện một cuộc tấn công tương tự như các cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York ngày 11 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị loại bỏ sau khi nhóm Hamas kết luận rằng họ thiếu khả năng phá sập các tòa nhà. Một trong những kế hoạch khác bị loại bỏ là sử dụng xe ngựa kéo mà nhóm Hamas cho rằng sẽ nhanh và nhẹ khi vận chuyển các tay súng mà không thu hút sự chú ý như các loại xe cộ hiện đại. Đến khi lễ Rosh Hashanah diễn ra 9 tháng sau đó, vào tháng 9 năm 2022, Hamas dường như đã sẵn sàng tấn công. Nhưng phải mất thêm 13 tháng nữa thì Hamas mới thực hiện cuộc tấn công và tàn sát ở miền nam Israel. Lý do trì hoãn không được đề cập rõ ràng trong biên bản cuộc họp, nhưng có những dấu hiệu cho thấy trì hoãn là có liên quan đến việc Hamas kêu gọi Iran và Hezbollah ở Liban giúp đỡ. Mặc dù có vẻ như Iran và Hezbollah sẵn sàng tham gia, nhưng cuối cùng Hamas đã tiến hành mà không có sự trợ giúp trực tiếp từ Iran hay Hezbollah. Tờ New York Times đưa ra một số lý do khiến Hamas sẵn sàng tiến hành tấn công mà không có đồng minh. Đó là Hamas lo ngại rằng Israel sắp triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa mới. Ngoài ra, Hamas còn lo Israel và Ả Rập Xê Út dường như đang tiến gần hơn đến bình thường hóa quan hệ. Từ khi bắt đầu lên kế hoạch cho đến ngày thực hiện, Hamas đã chủ ý làm cho Israel rơi vào cảm giác an toàn giả tạo bằng cách khiến nước này tin rằng Hamas đang tập trung việc quản lý Gaza thay vì tìm kiếm xung đột. Chiêu thức này đã thành công khi Israel đã bị bất ngờ và không kịp chuẩn bị. Đến mùa thu năm 2023, sau gần 2 năm lừa gạt Israel, Hamas lại một lần nữa sẵn sàng tấn công. Cuối cùng, vào sáng ngày 7 tháng 10, nhóm Hamas đã phát động cuộc tấn công chết chóc. Khoảng 1.200 người đã bị tàn sát tại hàng chục cộng đồng ở miền nam Israel vào ngày hôm đó.
và 251 người đã bị bắt giữ làm con tin, trong số đó 97 người vẫn còn ở Gaza. 4 lính Israel đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah vào căn cứ quân sự ở trung bắc của Israel. Theo hãng tin CNN, vụ tấn công diễn ra vào tối ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương, là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất vào Israel kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, máy bay người lái UAV của Hezbollah đã tấn công một căn cứ quân sự gần Biyamina, một thị trấn ở phía bắc Tel Aviv, cách biên giới Liban khoảng 64 km. Ngoài 4 lính thiệt mạng, 7 binh sĩ khác bị thương. Theo dịch vụ khẩn cấp Magen David Adom của Israel, tổng cộng đã có 61 người bị thương vong trong vụ tấn công này. Hệ thống phòng không của Israel có xu hướng rất đáng tin cậy, nhưng vào ngày 13 tháng 10, không có báo cáo nào về cảnh báo khu vực Binyamina tại thời điểm xảy ra cuộc tấn công. Điều này làm dấy lên câu hỏi về cách máy bay không người lái có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ của Israel mà không bị phát hiện. Thông tin về vụ tấn công vào Binyamina được đưa ra sau khi Hezbollah tuyên bố đã điều một phi đội máy bay không người lái tấn công vào một trại huấn luyện bộ binh của Israel ở Binyamina. Nhóm vũ trang có trụ sở tại Liban cho biết, vụ tấn công là nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel và Liban hôm 10 tháng 10, khiến 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Hezbollah cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công là lữ đoàn Golani, một đơn vị bộ binh của lực lượng phòng vệ Israel được triển khai ở miền nam Liban. Tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công được đưa ra ngay sau khi nhóm chiến binh này công bố một thông điệp bằng âm thanh từ thủ lĩnh đã bị ám sát Hassan Nasrallah, kêu gọi các thành viên của mình bảo vệ người dân, gia đình, quốc gia, các giá trị và phẩm giá của mình. Theo Hezbollah, cuộc tấn công bằng UAV của nhóm này vào Binyamina đã không làm kích hoạt hệ thống cảnh báo phòng không của Israel, giúp gây ra sự tàn phá tối đa. Nhóm vũ trang này giải thích, như một phần của chiến dịch định tính và phức tạp, họ đã phóng hàng chục tên lửa về phía nhiều mục tiêu khác nhau ở Israel, với mục đích làm cho các hệ thống phòng không của Israel phải bận rộn. Cùng lúc đó, nhóm này tiếp tục phóng các phi đội UAV khác nhau vào hàng loạt khu vực ở Acre và Haifa. Hezbollah cho biết, các máy bay không người lái định tính đã có thể qua mặt radar phòng không của Israel mà không bị phát hiện và bay đến được mục tiêu trong một trại huấn luyện của lữ đoàn Golani tinh nhuệ ở khu vực Binyamina. Các UAV đã phát nổ trong các phòng, nơi có hàng chục sĩ quan và binh sĩ Israel đang có mặt để chuẩn bị tham gia cuộc tấn công vào Liban, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Hezbollah tuyên bố, những gì mà Israel chứng kiến hôm nay ở phía nam Haifa chỉ là một phần nhỏ trong số những gì đang chờ đợi họ. Nếu Israel quyết định tiếp tục hành động chống lại những người dân cao quý và thân yêu của chúng tôi. Người phát ngôn cấp cao của lực lượng phòng vệ Israel, Daniel Hagari cho biết, quân đội Israel sẽ điều tra cách máy bay không người lái xâm nhập mà không gây báo động tại căn cứ. Ông nói, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và điều tra vụ việc. Mối đe dọa từ UAV là mối đe dọa mà chúng tôi phải đối phó kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Chúng tôi cần cải thiện khả năng phòng thủ của mình. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 13 tháng 10 tuyên bố nước này đã sẵn sàng cho tình trạng chiến tranh, song cũng khẳng định Tehran mong muốn hòa bình. Phát biểu trong chuyến công du thủ đô Baghdad của Iraq, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho tình trạng chiến tranh. Chúng tôi không sợ chiến tranh, nhưng chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi muốn hòa bình và sẽ nỗ lực vì một nền hòa bình thực sự ở dải Gaza và Liban. Trong buổi họp báo chung với ông Araghchi, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein nêu rõ, Baghdad phản đối việc để xảy ra tình trạng cuộc chiến trong khu vực lan rộng tới Iran. Ông Hussein lưu ý, tiếp tục chiến tranh và mở rộng cuộc chiến này tới Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng như việc Israel lợi dụng không phận Iraq làm hành lang là hoàn toàn không thể chấp nhận được và bị phản đối. Những tuyên bố trên được đưa ra trước thềm vụ trả đũa tiềm tàng của Israel đối với cuộc tập kích tên lửa gần đây của Tehran nhằm vào quốc gia Do Thái. Cùng ngày, ông Araghchi cũng tuyên bố sẽ không có lằn ranh đỏ nào khi quốc gia Trung Đông này thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ người dân và đất nước trước một cuộc tấn công sắp tới của Israel. Viết trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran khẳng định, mặc dù chúng tôi đã có những nỗ lực lớn trong những ngày qua nhằm tránh xảy ra một cuộc chiến tranh toàn khu vực, nhưng tôi tuyên bố rõ rằng chúng tôi không đặt ra bất kỳ lằn ranh đỏ nào trong nhiệm vụ bảo vệ người dân và lợi ích đất nước. Trong khi đó, hãng thông tấn AFP trước đó đưa tin,
Iran vừa tuyên bố sẽ phản ứng cứng rắn trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào lãnh thổ nước này. Trong bối cảnh hồi đầu tháng 10, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel, được coi là cuộc tấn công trực tiếp thứ hai của Tehran nhằm vào Tel Aviv. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập, bà Abdelati, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này không sợ xung đột và sẽ có phản ứng thích đáng trước mọi hành động của Israel. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Tehran không mong muốn một cuộc chiến lan rộng trong khu vực. Về phía Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm phải một sai lầm lớn khi tấn công hàng loạt tên lửa vào Israel và cam kết sẽ đáp trả. Máy bay chiến đấu của Israel hôm 12 tháng 10 đã tấn công vào một khu chợ ở thành phố Nabatieye ở miền nam Liban và một nhà thờ gần biên giới Liban-Israel. Ngoài ra còn có các cuộc không kích vào một ngôi làng Hồi giáo dòng Site ở vùng núi và một cuộc không kích khác ở miền bắc Liban. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích này đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Trong khi đó, Israel cho biết sư đoàn 36 của quân đội nước này tiếp tục thực hiện hoạt động có mục tiêu và hạn chế ở miền nam Liban nhằm vào phong trào Hezbollah. Các máy bay tiêm kích của Israel đã tấn công các bệ phóng tên lửa chống tăng, kho vũ khí và nhiều mục tiêu khác của Hezbollah. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã cam kết với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin rằng nhà nước Do Thái sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để tránh gây hại cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc được triển khai ở miền nam Liban. Ít nhất 5 thành viên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã bị thương trong những ngày gần đây khi lực lượng Israel chiến đấu chống lại Hezbollah ở miền nam Liban. Thưa quý vị, hãng thông tấn NBC của Mỹ trích dẫn lời các quan chức Mỹ ẩn danh ngày 12 tháng 10 tiết lộ Israel đang cân nhắc tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran. Theo các quan chức Mỹ, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc thực hiện ám sát các nhân vật cấp cao của Iran. Các quan chức Mỹ lưu ý thêm, Tel Aviv vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức và thời điểm trả đũa vụ các lực lượng Tehran bắn 180 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel tối ngày 1 tháng 10, dù khẳng định sẽ bắt nước Cộng hòa Hồi giáo phải trả giá. Một nguồn tin ở Tehran chia sẻ với kênh truyền hình CNN của Mỹ rằng Iran đã thông báo với Mỹ về việc sẽ trả đũa bất kỳ vụ tập kích mới nào của Israel. Chính phủ Iran cũng tham gia vào các nỗ lực ngoại giao khẩn cấp với các quốc gia ở Trung Đông để đánh giá liệu họ có thể giảm quy mô phản ứng của Israel đối với sự cố ngày 1 tháng 10 hay không, và trong trường hợp thất bại, họ có giúp bảo vệ Tehran không. Trong một diễn biến đáng chú ý, hãng tin Al Jazeera dẫn số liệu của Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 1.645 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel tấn công Hezbollah tại Liban hồi tháng 9 năm 2024. Số liệu của Bộ Y tế Liban cũng cho thấy đã có ít nhất 2.255 người thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột trực tiếp giữa Hezbollah và Israel xảy ra trong năm 2024. Trên thực địa, Israel trong 24 giờ qua đã tăng cường bắn phá toàn bộ diện tích thung lũng Bega, Israel cho biết đang nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Nhưng giới quan sát nhận định, hoạt động quân sự diện rộng cho thấy Israel đang hướng đến những mục tiêu nhiều hơn thế. Nhận định này được củng cố khi Israel cùng ngày bất ngờ liệt thêm các khu vực Zayit, Somera, Stula, Netua và Even Menachem ở miền Bắc là vùng quân sự cấm, một dấu hiệu cho thấy quy mô tấn công sẽ tiếp tục mở rộng. Trong một thông báo riêng rẽ, quân đội Israel cũng cho biết đã có 40 quả rocket bắn từ Liban bị đánh chặn hoặc rơi xuống các khu vực trống. Trước diễn biến ngày càng căng thẳng, Phó Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc Casco bày tỏ lo ngại rằng các cảng và sân bay quốc tế của Liban có thể bị ngừng hoạt động trong bối cảnh các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel. Theo quan chức này, điều này xảy ra sẽ bóp nghẹt nguồn thực phẩm vào nước này. Ông Casco nhấn mạnh, chúng tôi cần các cảng và các tuyến đường tiếp tế để tiếp tục có thể hoạt động. Đầu tuần này, Bộ trưởng Giao thông Liban Ali Hamie cho biết không có gì đảm bảo rằng Israel sẽ không nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế duy nhất của Liban, nằm ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 12 tháng 10, 40 quốc gia cử binh sĩ tham gia vào lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các vụ tấn công gần đây nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình. Trong tuyên bố chung do Phái bộ Ba Lan tại Liên Hợp Quốc đăng trên mạng xã hội X,
Các bên nhấn mạnh những hành động như vậy cần phải chấm dứt ngay lập tức và cần được điều tra. Trong số các quốc gia ký vào tuyên bố chung có Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Nepal, Ấn Độ, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Ghana. Các nước tái khẳng định sự ủng hộ đối với nhiệm vụ và hoạt động của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban nhằm đem lại sự ổn định và hòa bình lâu dài tại miền Nam Liban cũng như Trung Đông. Tuyên bố hối thúc các bên liên quan đến xung đột tôn trọng sự hiện diện của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, bao gồm nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban mọi lúc. Tối ngày 12 tháng 10, quân đội Israel thông báo Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD tại Israel giữa bối cảnh căng thẳng với Iran. THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở độ cao lớn. Nhà sản xuất tuyên bố THAAD là hệ thống duy nhất của Mỹ được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu cả bên trong và bên ngoài bầu khí quyển. Đài phát thanh quân đội Israel mô tả động thái này là một phần trong các biện pháp chuẩn bị của Israel để phản ứng đối với cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran. Tháng 3 năm 2019, Mỹ đã triển khai lần đầu và tạm thời hệ thống THAAD như một phần của cuộc tập trận phòng thủ chung. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu việc triển khai hiện tại có phải là vĩnh viễn hay không. Trước THAAD, hệ thống phòng không của Israel dựa vào 3 hệ thống, Arrow cho tầm xa, David Sling cho tầm trung và Iron Dome cho tầm ngắn. Tất cả đều không đánh chặn được nhiều tên lửa của Iran trong cuộc tấn công gần đây. Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng khoảng 180 tên lửa vào Israel để trả đũa cho việc Israel ám sát các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah. Quân đội Israel sau đó thừa nhận cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây thiệt hại cho một số căn cứ không quân của nước này. Trong khi đó, theo hãng tin RIA Novosti của Nga, ngày 13 tháng 10, một đại diện quan chức của Lầu Năm Góc nói với RIA Novosti rằng, ở giai đoạn này, Mỹ chưa đưa ra quyết định liên quan đến khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Israel để đánh chặn tên lửa đạn đạo từ Iran. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, quyết định về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra. Ngày 12 tháng 10, kênh 12 của truyền hình Israel đưa tin không trích dẫn nguồn tin cho biết Mỹ có ý định triển khai các hệ thống THAAD ở Israel để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng mới của Iran. Nhiều đồn đoán cho rằng các hệ thống này sẽ được phục vụ bởi quân nhân Mỹ ở Israel, đồng thời không nêu rõ số lượng cụ thể hệ thống phòng thủ tên lửa mà đang nói đến. Mỹ đã tham vấn với Israel về kế hoạch đáp trả cuộc tấn công tên lửa ngày 1 tháng 10 của Iran. Các quan chức Mỹ cho biết họ không muốn Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ Iran. Trong cuộc nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Israel chỉ nên trả đũa tương xứng. Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết, ngày 12 tháng 10, Nội các An ninh Israel vẫn chưa đưa ra quyết định về phương thức tấn công đáp trả. Theo hãng tin Reuters của Anh, chính phủ Iran đang nỗ lực các hoạt động ngoại giao khẩn cấp với các nước Trung Đông, hy vọng họ có thể kiềm chế hành động trả đũa của Israel nhằm vào Tehran. Iran đặc biệt quan tâm đến việc nhận được sự giúp đỡ từ Ả Rập Xê Út trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công của Israel và sử dụng ảnh hưởng của họ với Mỹ để giúp tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Trong một diễn biến đáng chú ý, ngày 11 tháng 10, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố mở rộng các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ và hóa dầu của Tehran để phản đối việc chính phủ Iran tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Bộ Tài chính Mỹ đã xác định 16 thực thể bị trừng phạt và 17 tàu là tài sản bị phong tỏa do có liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu hỗ trợ công ty dầu khí quốc gia Iran. Giới phân tích đã chỉ ra một loạt mối đe dọa và các kịch bản có thể xảy ra liên quan đến những căng thẳng hiện nay giữa Israel và Iran. Các biện pháp trừng phạt tăng cường của Mỹ đối với Iran có thể khiến lượng dầu xuất khẩu từ quốc gia Trung Đông này giảm ít nhất nửa triệu thùng mỗi ngày. Các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu, có thể làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu năng lượng cũng như nguồn cung cấp nhiên liệu trong nước của Tehran. Theo tờ Financial Times, bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel làm gián đoạn lượng xuất khẩu 1,7 triệu thùng dầu một ngày của Tehran đều sẽ gây hậu quả cho thị trường năng lượng toàn cầu.
Tờ báo New York Times của Mỹ trích dẫn biên bản các cuộc họp bí mật của Hamas mà lực lượng Israel phát hiện ở dải Gaza, cho thấy Hamas ban đầu dự định tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới lớn vào Israel vào mùa thu năm 2022, nhưng đã hoãn cho đến ngày 7 tháng 10 năm 2023 trong nỗ lực lôi kéo Iran và Hezbollah tham gia. Theo tờ báo New York Times, để thuyết phục Hezbollah, các nhà lãnh đạo Hamas đã trích dẫn tình hình nội bộ bất ổn của Israel liên quan đến tiến trình cải cách tư pháp. Chính vì vậy, Hamas đã quyết định tiến tới một trận chiến chiến lược. Mặc dù cảm thấy được sự ủng hộ từ Hezbollah và Iran, song Hamas vẫn quyết định tự mình tiến hành cuộc tấn công trước khi Israel triển khai hệ thống phòng không mới. Bên cạnh đó, Hamas cũng có động cơ phá vỡ sáng kiến bình thường hóa quan hệ Israel-Ả Rập Xê Út do Mỹ hậu thuẫn. Theo bài viết, các nhà lãnh đạo Hamas đã tìm cách tránh các cuộc đụng độ lớn với Israel trong 2 năm để thực hiện cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm giữ cho kẻ thù tin rằng Hamas ở Gaza muốn hòa bình. Trong một diễn biến đáng chú ý, ngày 12 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakr Qalibaf đã có chuyến thăm Liban, khẳng định Tehran sẽ luôn ủng hộ Beirut bằng tất cả sức mạnh của mình. Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm tại Beirut với người đồng cấp nước chủ nhà Nabih Berri, Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf nhấn mạnh Tehran sẽ luôn ủng hộ những quyết định của chính phủ, người dân và phong trào Hezbollah. Theo đó, Iran sẵn sàng hỗ trợ những người dân Liban phải di rời và bị ảnh hưởng bởi xung đột dưới sự giám sát của chính phủ và mở một cầu hàng không nhân đạo để tạo điều kiện cho sự hỗ trợ này. Trong khuôn khổ chuyến thăm Liban, Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf đã thăm Anouri, khu vực đông dân cư ở trung tâm thủ đô Beirut, nơi đã bị Israel không kích dữ dội hôm 10 tháng 10, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 117 người khác bị thương. Ông Qalibaf cũng đã hội kiến quyền thủ tướng Liban Najib Mikati, nhấn mạnh rằng ưu tiên của chính phủ Liban ở giai đoạn này là thực hiện lệnh ngừng bắn, ngăn chặn hành động quân sự của Israel và bảo vệ an ninh cũng như sự an toàn của người dân. Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf nêu bật cam kết ủng hộ Liban của Iran trong việc thực thi nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi Liban tăng cường sự hiện diện quân đội ở phía Nam và tiến hành các cuộc tiếp xúc cần thiết với các quốc gia liên quan và Liên Hợp Quốc để gây sức ép buộc Israel thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong diễn biến mới nhất, hãng tin Sputnik của Nga đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel đã tuyên bố thêm 5 khu định cư ở miền Bắc Israel là vùng cấm quân sự. Trên kênh Telegram, lực lượng phòng vệ Israel nêu rõ, sau khi đánh giá tình hình, các khu vực Zayit, Somera, Stula, Letua và Evan Menachem ở miền Bắc Israel sẽ được tuyên bố là vùng quân sự cấm kể từ 20 giờ ngày 12 tháng 10. Hiện chưa rõ Israel thực hiện bước đi này nhằm phục vụ ý đồ gì. Cùng ngày, phong trào Hezbollah của Liban đã tuyên bố sẽ tấn công vào các tòa nhà dân cư và căn cứ ở miền Bắc Israel được quân đội Israel sử dụng và cảnh báo dân thường nên tránh xa cho đến khi có thông báo mới. Kể từ ngày 1 tháng 10, Israel đã tiến hành chiến dịch trên bộ chống lại Hezbollah ở miền nam Liban, đồng thời tiếp tục các cuộc không kích. Số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel đã vượt quá 2.000. Mặc dù chịu tổn thất, Hezbollah vẫn đang chiến đấu với quân đội Israel trên mặt đất và phóng rocket qua biên giới. Israel nói rằng mục tiêu chính của họ là tạo điều kiện hồi hương cho 60.000 cư dân đã phải sơ tán do pháo kích ở miền Bắc Israel. Thưa quý vị, máy bay chiến đấu của Israel ngày 12 tháng 10 đã tấn công một khu chợ ở thành phố Nabatieh ở miền nam Liban và một nhà thờ gần biên giới Liban, Israel. Ngoài ra, Israel còn thực hiện các cuộc không kích nhằm vào một ngôi làng của người Hồi giáo dòng Shiite ở vùng núi và một cuộc không kích khác ở miền Bắc Liban. Bộ Y tế Liban cho biết, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Israel cũng thông báo Sư đoàn 36 của quân đội Israel tiếp tục thực hiện hoạt động có mục tiêu và hạn chế ở miền nam Liban nhằm vào phong trào Hezbollah. Các máy bay tiêm kích của Israel đã tấn công nhiều bệ phóng tên lửa chống tăng, kho vũ khí và nhiều mục tiêu khác của Hezbollah. Quân đội Israel đã yêu cầu cư dân của 21 ngôi làng ở Liban sơ tán đến các khu vực phía bắc sông Awali chảy qua miền nam Liban khi lực lượng này tăng cường các cuộc tấn công trong khu vực. Ngoài ra, ngày 13 tháng 10,
quân đội Israel cho biết đã phát hiện một đường hầm ngầm ở miền nam Liban khi tiến hành cuộc đột kích có giới hạn và có mục tiêu dựa trên thông tin tình báo chính xác. Quân đội đã bao vây tòa nhà, rà soát bên trong đường hầm và phát hiện ra một khu liên hợp ngầm, đồng thời bắt giữ một chiến binh Hezbollah ẩn náu cùng với vũ khí và các thiết bị. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã cam kết với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin rằng nhà nước Do Thái sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để tránh gây hại cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc được triển khai ở miền nam Liban. Ít nhất 5 thành viên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã bị thương trong những ngày gần đây khi lực lượng Israel chiến đấu chống lại Hezbollah ở miền nam Liban. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, lãnh đạo Bộ Quốc phòng ông Yoav Gallant đã cam kết với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin rằng lực lượng Israel sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để tránh gây hại cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban. Trong cuộc điện đàm với ông Gallant ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc lực lượng Israel tấn công các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban, nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban. Về vấn đề này, ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Liên Hợp Quốc sơ tán lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban khỏi các khu vực chiến sự ở Liban. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban hiện có khoảng 9.500 binh sĩ đến từ nhiều quốc gia với nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn năm 2006 giữa Israel và Hezbollah. Cùng năm 2006, Hội đồng Bảo an đã ra nghị quyết 1701 quy định chỉ có quân đội Liban và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc mới được triển khai tại miền nam Liban. Những ngày gần đây, ít nhất 5 thành viên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Israel nhắm vào các mục tiêu Hezbollah ở miền nam Liban. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban đã cáo buộc quân đội Israel cố ý nổ súng vào các vị trí của lực lượng này. Ngày 12 tháng 10, quân đội Israel cảnh báo người dân miền nam Liban không được trở về nhà của họ khi quân đội tiếp tục giao tranh với nhóm vũ trang Hezbollah trong khu vực. Đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội Avichai Adra tuyên bố lực lượng Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào các đồn Hezbollah trong hoặc gần làng của các bạn. Để bảo vệ chính mình, đừng trở về nhà cho đến khi có thông báo mới. Đừng đi về phía nam. Bất kỳ ai đi về phía nam đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong một bài đăng riêng, ông Adre nhắc lại lời kêu gọi đó đối với các nhân viên y tế và nhóm y bác sĩ ở miền nam Liban tránh sử dụng xe cứu thương và tuyên bố rằng các chiến binh Hezbollah đang sử dụng chúng. Ông Andre nhấn mạnh, chúng tôi kêu gọi nhóm y bác sĩ tránh tiếp xúc với các thành viên Hezbollah và không được hợp tác với họ. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định các hành động cần thiết sẽ được thực hiện đối với bất kỳ phương tiện nào chở những cá nhân có vũ trang bất kể loại nào. Trong những ngày gần đây, quân đội Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ và trên không dữ dội ở phía bắc Gaza, đặc biệt là ở trong và xung quanh thành phố Jabalia. Cũng trong ngày 12 tháng 10, đại diện quân đội Israel đã kêu gọi người dân ở khu vực xung quanh Sheikh Zayed, phía nam trại tị nạn Jabalia sơ tán. Ở một diễn biến khác, lo ngại trước quy mô phản ứng của Israel sau cuộc tấn công bằng tên lửa của nước này vào đầu tháng, chính phủ Iran đang được cho là tích cực tham gia vào các nỗ lực ngoại giao khẩn cấp với các quốc gia ở Trung Đông để giảm thiểu căng thẳng. Ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Ngoại trưởng Qatar Abdulrahman Al Thani đã có cuộc tham vấn quan trọng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Doha. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết nội dung tham vấn bao trùm là tình hình xung đột ở khu vực. Người phát ngôn này nêu rõ quan điểm của Iran, các nước cần phải tăng cường nỗ lực tối đa để ngăn chặn xung đột ở dải Gaza và Liban trở thành một thảm họa thảm khốc. Trong chuyến thăm Qatar lần này, dự kiến người đứng đầu ngành ngoại giao Iran sẽ thảo luận với giới chức nước chủ nhà về tình hình ở Gaza, Liban và những nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực. Hồi tuần trước, Masoud Pezeshkian cũng có chuyến công du đến Qatar, trong đó khẳng định Tehran không muốn xung đột với Israel, song sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nếu Israel đáp trả loạt vụ tên lửa của Iran phóng về lãnh thổ Israel. Trong một tuyên bố ngày 11 tháng 10, Israel tiết lộ nội các an ninh nước này vẫn chưa đưa ra quyết định về cách tiến hành phản ứng với Iran. Tính đến tuần trước, Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ đảm bảo họ sẽ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ tới Iran về phản ứng của nước này. Bộ trưởng Gallant nói, cuộc tấn công của chúng tôi sẽ mạnh mẽ, chính xác và trên hết là gây bất ngờ.
họ sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào. Một nhà ngoại giao Ả Rập cho biết, nhìn chung, các quốc gia vùng vịnh đều muốn đứng ngoài cuộc xung đột, trong khi Iran công khai cảnh báo bất kỳ bên nào được coi là hỗ trợ Israel sẽ bị coi là kẻ xâm lược, thì cũng không có khả năng các nước láng giềng của Iran sẽ công khai bảo vệ Tehran trong trường hợp bị Israel tấn công. Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar khẳng định họ sẽ không cho phép Israel sử dụng không phận của mình để tấn công Iran. Jordan cũng sẽ bảo vệ không phận của mình khỏi bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào. Thưa quý vị, hãng tin CNN của Mỹ trích dẫn thông cáo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah bắt đầu phóng mưa tên lửa từ lúc khoảng 18 giờ giờ địa phương ngày 11 tháng 10, khiến 3 người bị thương nhẹ do các mảnh đạn văng trúng. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ngày 12 tháng 10 tuyên bố tiếp tục nã tên lửa vào Israel, nhắm vào binh lính của lực lượng phòng vệ Israel đang tập trung ở những ngôi làng giáp biên giới với Liban. Hezbollah cũng khẳng định đã tiến hành một vụ không kích bằng máy bay không người lái UAV vào vùng ngoại ô Tel Aviv một ngày trước đó. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận đã phát hiện hai máy bay xuất phát từ Liban ở miền trung Israel ngày 11 tháng 10. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định đã ngăn chặn thành công một trong hai máy bay này, nhưng không nêu rõ điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay còn lại. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết thêm, một tòa nhà thuộc Viện Dưỡng Lão ở Herzliya, phía bắc Tel Aviv đã bị hư hại nhưng không có thương vong trong sự cố. Cũng theo quân đội Israel, khoảng 40 quả tên lửa được phóng từ Liban vào Israel trong hai đợt riêng rẽ ngày 13 tháng 10, nhưng chúng đều bị hệ thống phòng không địa phương bắn chặn hoặc rơi xuống các khu vực chống trải. Nhà chức trách Israel đã kích hoạt báo động ở một số cộng đồng thuộc vùng Thượng Galilee và biên giới phía bắc đất nước vì cả hai vụ tấn công tên lửa này. Một quan chức Israel tiết lộ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ họp nội các trong ngày 13 tháng 10 để thảo luận về tình hình an ninh của đất nước cũng như các chiến dịch quân sự chống những nhóm vũ trang đồng minh của Iran trong khu vực. Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz đã lên tiếng bảo vệ quyết định cấm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhập cảnh vào nước này. Động thái diễn ra sau khi hơn 100 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cùng bày tỏ phản đối quyết định của Tel Aviv, đồng thời nhấn mạnh hoàn toàn ủng hộ cũng như tin tưởng vào Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và công việc của ông. Theo báo Times of Israel, Ngoại trưởng Israel Katz đã phản đối trong một thông điệp đăng tải trên Twitter rằng việc cấm cửa Tổng thư ký Guterres bắt nguồn từ việc ông từ chối lên án cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Iran nhằm vào Israel, cũng như các hành vi bài Do Thái và Israel của vị lãnh đạo Liên Hợp Quốc này. Ông Israel Katz quả quyết, gần 90% người Israel đồng ý với động thái trên và rằng ông Guterres có thể tiếp tục cố gắng thu thập chữ ký ủng hộ mình từ các thành viên Liên Hợp Quốc, nhưng Israel sẽ không thay đổi quyết định. Theo báo Times of Israel, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Israel Yoav Gallant ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc quân đội Israel nổ súng vào các vị trí của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban. Ông Austin cũng kêu gọi Tel Aviv phải đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, đồng thời phải chuyển hướng từ các hoạt động quân sự tại Liban sang con đường ngoại giao càng sớm càng tốt. 40 quốc gia có binh sĩ tham gia lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban ngày 12 tháng 10 ra tuyên bố chung cực lực lên án các vụ tấn công gần đây nhằm vào các binh sĩ gìn giữ hòa bình thuộc lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban. Trong tuyên bố được Phái đoàn Ba Lan tại Liên Hợp Quốc đăng tải trên mạng xã hội X, lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban báo cáo thành viên thứ 5 của họ đã bị thương ở miền nam Liban vào ngày 11 tháng 10. Trích tuyên bố của Phái đoàn Ba Lan tại Liên Hợp Quốc, những hành động như vậy phải dừng lại ngay lập tức và cần được điều tra đầy đủ. Chúng tôi kêu gọi các bên trong cuộc xung đột tôn trọng sự hiện diện của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban. Điều này bao gồm nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban mọi lúc. Cuộc khủng hoảng lãnh đạo của Hezbollah có thể dẫn đến các cuộc đấu tranh giành quyền lực nội bộ và thay đổi chiến lược. Một loạt thủ lĩnh cực đoan hơn có thể xuất hiện và họ có thể phản công Israel bằng sức mạnh tàn khốc hơn. Israel đang tiếp tục chiến dịch không ngừng nghỉ của mình nhằm phá tan hàng ngũ lãnh đạo của Hezbollah. Hai tuần trước, Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah trong 32 năm, đã bị ám sát trong một cuộc không kích có mục tiêu của Israel.
Gần đây hơn, quân đội Israel cho biết họ đã sát hại một thành viên Hezbollah đang thu thập thông tin tình báo chống lại Israel tại cao nguyên Golan. Những thủ lĩnh Hezbollah khác được cho là đã bị Israel sát hại, bao gồm Fuad Sakar, chỉ huy mảng chiến lược của nhóm, Ali Karaki, người đứng đầu mặt trận phía nam của Hezbollah, và Ibrahim Akil, chỉ huy mảng hoạt động quân sự của Hezbollah. Trong khi đó, Hashim Safirin, anh họ của Nasrallah, được coi là người kế nhiệm lãnh đạo nhóm, đã mất tích kể từ khi Israel tấn công vùng ngoại ô phía nam của Beirut vào tuần trước. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ngày 9 tháng 10 rằng người thay thế Nasrallah và người thay thế ông ta đã bị lực lượng Israel sát hại, không rõ liệu ông Netanyahu có ám chỉ đến Safirin hay không. Ông Netanyahu nói thêm, ngày nay Hezbollah yếu hơn nhiều so với nhiều năm trước. Mặc dù giới lãnh đạo Hezbollah đã phải chịu những đòn giáng nghiêm trọng, các chuyên gia tin rằng một khoảng trống quyền lực đã xuất hiện, mở đường cho những nhà lãnh đạo cực đoan hơn có thể đáp trả Israel bằng sức mạnh tàn khốc. Mohammed Abbasa, một nhà phân tích an ninh Trung Đông có trụ sở tại Mỹ, nói với Business Insider rằng việc Hezbollah tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới có thể dẫn đến một cuộc đấu tranh quyền lực tạm thời hoặc sự chia rẽ nội bộ ban đầu có thể làm suy yếu ảnh hưởng của nhóm này ở Liban. Điều này có thể làm mất ổn định và thay đổi các chiến lược chính trị và quân sự của Hezbollah. Tuy nhiên, ông Al-Bassa cho rằng tình hình như vậy sẽ chỉ là tạm thời và xung đột có khả năng sẽ gia tăng hơn. Anthony Lewenstein, tác giả cuốn Phòng thí nghiệm Palestine, nói với Sky News, nhóm này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều người có thể trỗi dậy, nhiều nhân vật cực đoan hơn có thể xuất hiện. Ông William F. Wessler, giám đốc cấp cao tại trung tâm Rafik Hariri và các chương trình trung đông cho biết, cần phải nhớ rằng Hezbollah đã trở nên nguy hiểm hơn sau khi người sáng lập của tổ chức này, Abbas al-Musawi, bị Israel ám sát vào năm 1992. Ông Wessler chỉ ra rằng sự qua đời của Musawi là chất xúc tác cho một loạt các cuộc tấn công cực đoan, bao gồm một vụ đánh bom cảm tử vào Đại sứ quán Israel ở Buenos Aires do một thành viên của Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, một nhóm có liên hệ với Hezbollah thực hiện. Mireille Rabbis, chủ tịch nghiên cứu Trung Đông tại Trường Đại học Dickinson ở Pennsylvania, đã cũng nhắc lại quan điểm đó trên tờ The Conversation. Bà Rabbis cho biết, Israel có thể không nhất thiết đạt được tác động mong muốn. Bà Rabbis nói thêm, Nasrallah đã đi theo bước chân của al-Musawi và dưới sự lãnh đạo của ông ta, nhóm này đã mở rộng chiêu mộ, kho vũ khí và phạm vi hoạt động bên trong và bên ngoài Liban. Lịch sử giờ đây có thể lặp lại. Có những lo ngại rằng xung đột có thể châm ngòi cho một cuộc giao tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông. Ngoài việc tiêu diệt giới lãnh đạo Hezbollah bằng các cuộc không kích ở Liban và dải Gaza, Israel cũng đang cân nhắc phản công Iran sau khi nước này tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Các chuyên gia dự đoán rằng Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ và địa điểm hạt nhân của quốc gia này hoặc lên kế hoạch ám sát các cố vấn quân sự chủ chốt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!